đó là niềm tin để thành công các anh chị ha. Và Diễm nhờ host spotlight chị Hà giúp Diễm nhé. Diễm xin nhường mic và welcome chị Hà. Ok, cảm ơn Diễm nha. Thật sự thì sáng ngày hôm nay, đầu tiên thì Hà cũng xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị, mình gần 500 anh chị mình đang có mặt trong cái buổi Zoom sáng ngày hôm nay của Team Eagle anh chị nha. Mình cũng sẽ gửi lời cảm ơn đến chị Tư anh chị nha, đã hỗ trợ trong cái phần one up này, rồi bên chị Mai, chị Hoa, Mai Hoa đã hỗ trợ trong cái phần mà mình host trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Và lần đầu tiên thì Hạ cũng được ban tổ chức, được những anh chị leader trong team Eagle của chúng ta cho Hạ được một cái cơ hội được ngồi đây đồng hành cùng tất cả các anh chị mình. Thì Hạ cũng đã đồng hành với vai trò làm giao lưu chia sẻ với lại team liên minh nhỏ cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên Hạ được đồng hành cùng tất cả các anh chị mình trong team Eagle sáng ngày hôm nay. Thì đôi lúc là mình cũng có cái phần hơi hồi hộp, nên là hy vọng là anh chị mình hãy cùng đồng hành cùng với Hạ nha. Và Hạ xin phép là giới thiệu bản thân của mình một chút, vì Hạ thấy trong đây có rất là nhiều anh chị rất là mới này, Hạ cũng chưa có cơ hội mình được giao lưu với nhau. Thì Hạ thì hiện tại Hạ đang ở Đà Nẵng anh chị nha. Hiện tại thì Hạ đã tham gia kinh doanh với BSAY được hơn một năm rồi. Và Hạ biết đến BSAY là cũng một người leader luôn luôn đồng hành cùng với Hạ và luôn luôn nhận những cái lời complain, rồi những cái lời kêu gọi những của Hạ, chính là anh Trường là luôn luôn đồng hành sát cánh cùng với Hạ trong cái thời gian tham gia kinh doanh với lại BSAY anh chị. Hạ rất là cảm ơn anh Trường đã đồng hành cùng với Hạ trong cái thời gian vừa qua và Hạ đã chia sẻ cho Hạ cái cơ hội kinh doanh này anh chị nha. Ok, và hiện tại thì mình cũng sau cái thời gian mình hoạt động nghiêm túc với lại BSAY thì mình cũng đạt được vị trí là đại lý chi nhánh và Hạ rất là vui khi ngày hôm nay được ngồi đây đồng hành chia sẻ với tất cả các anh chị mình. Thì Hạ biết là về những cái kỹ năng này kia thì Hạ cũng chưa được được như các anh chị đâu, nhưng mà có một điều Hạ muốn chia sẻ với tất cả các anh chị mình, và chính cái điều này đã giúp cho Hạ vững tin và vững bước trong cái thời gian mình hợp tác kinh doanh với BSAY. Đó chính là cái niềm tin của mình anh chị. Niềm tin ở đây thì Hạ muốn chia sẻ với anh chị mình. Và khi mà anh chị đã đưa ra quyết định mình tham gia kinh doanh với BSAY thì mình đã có cái niềm tin với BSAY rồi đúng không ạ? Mình đã có niềm tin với BSAY và niềm tin với sản phẩm. Tuy nhiên thì ngày hôm nay Hạ sẽ chia sẻ với anh chị mình về một cái niềm tin, đó chính là cái niềm tin về cái bản thân của mình, niềm tin chính vào cái bản thân của mình anh chị. Và Hạ chia sẻ ở đây là sau một cái khoảng thời gian Hạ đã tìm hiểu và Hạ đã đọc những cuốn sách, và đặc biệt là Hạ đã theo dõi, đã được đón nhận những kiến thức từ một người thầy mà Hạ luôn luôn ngưỡng mộ và luôn luôn kính trọng trong chính bản thân của Hạ. Và chính những cái lời chia sẻ của người thầy này đã giúp cho Hạ rất là nhiều trong cái việc mình phát triển bản thân của mình và phát triển cái công việc kinh doanh của mình. Đó chính là cái niềm tin về bản thân anh chị nha. Khi mà anh chị có cái mục tiêu, biết mỗi ngày tất cả chúng ta đều ngồi xuống mình cùng với nhau mình lên mục tiêu, nhưng mà khi mà anh chị lên mục tiêu mà anh chính bản thân của anh chị không có cái niềm tin vào bản thân của mình là mình sẽ hoàn thành cái mục tiêu này, thì ở đâu đó thì cái mục tiêu của anh chị nó vẫn còn nằm ở trên giấy, đúng không anh chị? Nó vẫn còn nằm trên giấy, mình ghi ra mục tiêu nhưng mà mình lại nghĩ là không biết là mình có làm được hay không. Không biết là mình có làm được hay không. Thì Hạ tin là sau cái cuối ngày anh chị mình nhìn lại thì cái mục tiêu của mình nó vẫn nằm trên giấy. Và lúc đó anh chị lại quay hỏi lại là tại sao mình lại không làm được, tại sao mình lại không làm được, đúng không ạ? Vì thế là ngày hôm nay Hạ sẽ chia sẻ với tất cả anh chị mình về cái sức mạnh của cái niềm tin. Niềm tin vào chính bản thân của mình nó sẽ quyết định rất là nhiều đến cái thành công của anh chị, và đặc biệt là ở BSAY anh chị nhé. Ok, Hạ xin phép Hạ sẽ share cái màn hình ha. Ok, không biết là anh chị mình đã nhìn thấy cái màn hình của Hạ chưa ha? Rồi ok, cảm ơn mọi người ha. Đầu tiên thì trước khi mà đến với cái phần chia sẻ thì Hạ cũng xin phép là chia sẻ với tất cả các anh chị mình về một cái câu chuyện mà Hạ đã được nghe qua anh chị nha. Đó là một cái câu chuyện về những cái chú voi. Anh chàng ảnh đi qua một cái khu rừng thì ảnh thấy ở đó có rất là nhiều cái con voi được bị ông chủ của nó là cột vào trong cái gốc cây anh chị, nhưng mà chỉ cột bằng một cái dây thừng rất là nhỏ thôi.
cột dưới cái chân của những cái con voi này. Thì cái người người đàn ông này mới mới thắc mắc là tại sao là cái con voi này nó rất là lớn, cái dây thừng mà cột cái chân của nó lại nó rất là nhỏ, và hoàn toàn với sức mạnh của nó thì nó có thể là giật để đứt cái dây này để nó chạy đi. Tuy nhiên thì những cái con voi này nó lại không làm như vậy. Những con voi này nó không làm như vậy anh chị ha. Thì cái người đàn ông này mới lại hỏi cái ông người chủ này, người chủ của những con voi này là tại sao cái sợi dây thừng nó nhỏ như vậy, nó chỉ có cái chân nhỏ của con voi như vậy nhưng mà nó lại không giật đứt để nó chạy đi và nó vẫn đứng yên như thế. Thì cái người chủ này mới nói là họ đã cột cái dây thừng vào trong cái chân của con voi này từ lúc nó còn rất là nhỏ. Từ lúc nó còn rất là nhỏ và lúc đó thì cái sức mạnh của nó là không đủ để giật đứt cái dây này, và cứ thế là lớn lên theo thời gian thì con voi này nó cũng cứ 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 nghĩ là cứ nghĩ niềm tin cứ nghĩ là cái sức của nó, cái bản thân của nó không thể nào giật đứt cái dây thần này, cái dây thần này. Vì thế là cái dây thần nó vẫn có thể là cột được cái chân của con voi này. Và chính là không phải là vì cái dây thần này nó kiên cố, nó chắc, nó giữ con voi này, mà chính cái niềm tin của con voi anh chị nhỉ. Chính cái niềm tin của con voi là cái sức lực của nó, cái bản thân của nó không thể nào giật đứt cái sợi dây thay cái sợi dây thừng này, mà vì thế là nó đứng yên, nó không có sử dụng cái sức của mình để giật đứt dây thừng để nó bỏ chạy anh chị ha. Thì đó chính là cái niềm tin này. Thì hãy biết là đâu đó là trong chính của bản thân của mình, đâu đó trong chính bản thân của mình từ trước đến nay mình đã nghe rất là nhiều cái lời nói của người khác, rất là nhiều cái câu nói của người khác nó đặt lên trên cái niềm tin của mình. Nó đặt lên trên cái niềm tin của mình. Ví dụ như là người ta nói là mình không thể làm được cái này, mình không thể làm được cái kia, hoặc là trước đây là khi mà mình còn nhỏ đi thì ba mẹ mình luôn luôn là mong muốn mình có điều gì đó nó rất là an toàn, mình làm gì nó cũng an toàn đúng không? Nên là khi mình làm điều gì thì ba mẹ cũng nói là cái điều đó là không được và mình cứ tin là không được. Và những cái người khác cũng nói mình như vậy, là nói bản thân của mình là ví dụ như là cái đó bản thân của mình là mình không thể làm được cái điều này, hoặc là anh chị mình mong muốn mình đi kinh doanh đi nhưng mà gia đình của mình hoặc là những cái người thân của mình hoặc là những bạn bè xung quanh của mình nghĩ mình là mình không thể nào mình làm kinh doanh được vì là một người mình là một người rất là nhút nhát, rất là thiếu tự tin nên là mình không thể làm được. Và chính những cái lời nói của người khác, chính cái niềm tin của người khác đã làm ảnh hưởng đến cái niềm tin của chính bản thân của mình. Khi mà anh chị mình đón nhận những cái lời đó, những cái lời nói đó, và nó vô tình nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chính cái bản thân của mình, đến chính cái niềm tin của mình. Nên là khi anh chị đưa ra quyết định mình làm những cái việc gì đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả của anh chị mình đạt được anh chị nhé. Ok, thì ngày hôm nay thì Hạ sẽ chia sẻ với tất cả các anh chị mình những cái niềm tin nào mà nó đã ảnh hưởng với hằng sâu trong cái chính bản thân của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ thay đổi cái niềm tin đó anh chị nha. Ngày hôm nay mình sẽ thay đổi cái niềm tin đó, nó để giúp cho anh chị mình đạt được những cái kết quả, những cái mong muốn, những cái mục tiêu mà anh chị đề ra cho chính bản thân của mình anh chị nha. Ok, cái niềm tin đầu tiên đó chính là cái niềm tin mình không đủ. Mình không đủ ở đây á là có thể là anh chị nghĩ là mình không đủ giỏi này, mình không đủ kiến thức này, mình không đủ tài năng này, hoặc là mình không đủ đẹp này, hoặc là mình không đủ kinh nghiệm này kia. Vì ví dụ như là trước đây anh chị đã từng đi bán hàng, trước khi mà anh chị đến với BSay đi thì anh chị đâu đó là mình cũng đã từng kinh doanh qua một vài cái lĩnh vực khác, và đâu đó thì anh chị mình bị thất bại. Rồi anh chị lại gắn cho mình cái niềm tin là chắc là kinh doanh nó không dành cho bản thân của mình. Nên là đôi lúc mà khi mà anh chị nghe những cái người mà kết nối anh chị đến với BSay, kinh doanh cùng BSay thì anh chị lại có một cái sự nghi ngờ ở đây là không biết là mình có làm được hay không, không biết là mình có lại bị thất bại, lại bị đổ vỡ giống như cái công việc kinh doanh trước đây của mình hay không. Thì đâu đó nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chính của bản thân của mình đúng không chị? Và một cái điều nữa, khi anh chị đi chia sẻ một cái sản phẩm nào đó cho khách hàng đi, nhưng mà anh chị lại luôn luôn mang trong mình cái suy nghĩ là mình là ai mà mình lại đi chia sẻ cho khách hàng, mình không đủ kiến thức. Hoặc là ví dụ như anh chị chia sẻ về một cái dòng sản phẩm về sức khỏe đi, thì anh chị nếu như mà anh chị luôn luôn mang cho mình cái suy nghĩ là mình không có đủ kiến thức này, mình không đủ kinh nghiệm này, mình không đủ tài năng này, chỉ có những người người ta làm trên cái chuyên ngành về sức khỏe, ví dụ như là bác sĩ hoặc là những cái ngành về chuyên ngành đó, chuyên ngành về sức khỏe thì người ta mới đủ kiến thức, người ta mới đủ cái kinh nghiệm để người ta chia sẻ. Còn bản thân của mình là không có kiến thức gì hết, không đủ, không có tài năng, thì mình làm sao mà mình chia sẻ cho cái khách hàng người ta tin mình, người ta thuyết phục, người ta mua cái sản phẩm của mình. Thì chính cái niềm tin này nè anh chị,
chính cái niềm tin này nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả mà anh chị tư vấn cho khách hàng, chứ không phải là những cái kiến thức mà anh chị đang có đâu. Chỉ cần anh chị tin là những cái kiến thức mình học được nó đã đủ để cho mình có thể mình tự tin mình chia sẻ cho khách hàng. Chính những cái sự trải nghiệm của bản thân của mình đã là một cái câu chuyện rất là hay, rất là ý nghĩa để mình chia sẻ cho khách hàng rồi. Mình không cần phải là một người tài giỏi, không cần phải là một người có nhiều kinh nghiệm, có nhiều những cái bằng cấp này kia anh chị. Nếu như mà anh chị có được điều đó thì rất là tốt, nó sẽ giúp rất nhiều cho công việc của anh chị. Nhưng khi mà mình chưa đạt được điều đó, mình chưa có điều đó, thì chính những cái sự trải nghiệm của anh chị, chính những cái câu chuyện của anh chị sẽ là một cái bí quyết, một cái động lực của anh chị, và chính cái niềm tin của anh chị đó nó sẽ lan tỏa, nó sẽ truyền cho những cái khách hàng mà lắng nghe câu chuyện của anh chị, lắng nghe những cái lời tư vấn, cái lời chia sẻ của anh chị mình, đúng không ạ? Và cũng giống như là ok, thì Hạ thấy ok, Hạ xin phép Hạ sẽ tắt và Hạ sẽ share lại nha. Anh chị mình cố gắng mình đừng có vẽ lên cái màn hình nha. Ok. Ok, chị đợi họ một tí hả? Thật sẽ tắt cái mà. Rồi, ok. Thì đó, vì thế là thay vì bây giờ anh chị nói là mình không đủ giỏi, mình không có đủ kiến thức, mình không có đủ tài năng, thì bây giờ anh chị hãy thay những cái lời này, những cái niềm tin này, mình sẽ thay cái niềm tin này anh chị nha, mình sẽ thay đổi cái niềm tin này là bằng một cái câu là mình làm có rất là nhiều giá trị, mình có rất là nhiều cái sự hiểu biết, và chính cái sự hiểu biết, những cái giá trị mà mình đang có, những cái câu chuyện mà mình đang có, mình sẽ truyền động lực cho cái khách hàng của mình sẽ giúp đỡ cho khách hàng của mình, và mình sẽ giúp đỡ cho đội nhóm của mình, cho đồng đội của mình anh chị nha. Ok, thì mình chỉ cần là khi mà anh chị thay đổi cái niềm tin á, thì không phải là sau khi mình thay đổi niềm tin thì mình sẽ thành công ngay anh chị, không phải là mình sẽ làm được ngay. Tuy nhiên, chỉ cần anh chị thay đổi cái niềm tin thì nó đã là một phần, nó sẽ giúp cho anh chị mình có những cái hành động khác này, có những cái suy nghĩ khác này, có những cái thái độ khác, và chính những cái suy nghĩ, những cái thái độ, những cái hành động đó của anh chị nó sẽ lan tỏa đi những cái năng lượng của niềm tin đó đến với khách hàng của anh chị. Niềm tin về khi mà anh chị có cái niềm tin về chính cái bản thân mình như thế, thì anh chị lâu đó anh chị sẽ lan tỏa cái niềm tin về sản phẩm, anh chị sẽ lan tỏa niềm tin về công ty, anh chị sẽ lan tỏa cái niềm tin về 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 những cái kiến thức mà anh chị đang nhận được cho khách hàng của mình, thì từ đó người ta sẽ dễ dàng, người ta sẽ đón nhận và người ta sẽ tin tưởng ở chính bản thân của anh chị, tính những cái lời chia sẻ, những cái lời tư vấn của anh chị mình, đúng không ạ? Vì thế là mình hãy thay đổi cái niềm tin này anh chị nhé, mình sẽ thay đổi cái niềm tin này. Ok, và cái niềm tin thứ hai đó chính là cái niềm tin mà mình không có gì đặc biệt. Thì không biết là đâu đó trong đây anh chị mình có nhìn có hay thường xuyên mình so sánh cái bản thân của mình xem các bạn so sánh bản thân mình với những anh chị đại lý khác ở BSI mình không ạ? Ví dụ như những anh chị tổng đại lý này, hoặc là những anh chị mà người ta đã thành công với BSI, người ta chỉ làm vài tháng người ta đã thành công với BSI, hoặc là người ta đạt được những cấp bậc này cấp bậc kia, thì không biết là anh chị mình rồi lúc đó anh chị mình quay lại trách bản thân của mình là mình không có gì hết, mình không có mối quan hệ, rồi mình lại không phải là người có bằng cấp này kia, mình không phải là người có cái trình độ gì kia trong xã hội này hoặc là này kia, thì anh chị lại quay ngược lại, anh chị lại nghĩ chắc cái bản thân của mình như thế, thì anh chính cái điều này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái niềm tin cho chính cái bản thân của mình anh chị nha. Và mình anh chị mình hãy nghĩ như thế này, mỗi người ở đây, mỗi người trong chúng ta khi đến với BSI thì chúng ta sẽ đến từ mỗi cái hoàn cảnh khác nhau. Anh chị sẽ đến từ mỗi hoàn cảnh khác nhau, và mỗi người sẽ chính vì cái hoàn cảnh, chính cái niềm tin đó của mình nó sẽ quyết định cái sự thành công của anh chị là nó nhanh hay nó chậm, do chính cái bản thân của mình quyết định anh chị nha. Mình không cần phải nhìn lên những cái người khác, những người này người kia, và mình so sánh bản thân của mình, mà mình hãy nhìn lại chính cái câu chuyện của mình, chính cái thời gian của mình, và chính cái sự trải nghiệm của bản thân của mình anh chị nha. Và mỗi người, và không và mình sẽ thay đổi cái niềm tin của mình là mình không có gì đặc biệt bằng những cái niềm tin như thế này nè anh chị, là không có một người nào thứ hai trên cái cuộc đời này mà có những cái trải nghiệm
và những cái câu chuyện nó giống hệt bản thân của anh chị mình đâu. Thì đây cũng là một cái niềm tin mà ảnh hưởng rất là nhiều đến bản thân của Hạ trước đây. Khi mà mình tham gia với BSAY á, thì mình thấy có rất là nhiều anh chị người ta đạt được những thành công rất là nhanh. Nên đôi lúc mình e ngại, mình lại e dè, mình lại xem lại cái so sánh cái bản thân của mình, và chính cái sự so sánh, chính cái sự e ngại đó, chính cái niềm tin đó nó ngăn cản giữa mình với lại những cái người, những cái anh chị, những anh chị, những cái đối tác khác trong công ty của mình. Anh chị mình ngại, mình sợ, mình giao lưu với họ, mình nói chuyện với họ rồi họ lại nghĩ mình là mình không làm được gì, hoặc là mình nghĩ mình là mình chưa mình không giỏi này kia anh chị. Thì chính những cái niềm tin này, chính cái niềm tin là mình không có cái gì đặc biệt này, nó đã ảnh hưởng đến cái công việc của Hạ trong cái thời gian trước đây, đặc biệt là trong cái thời gian những cái thời gian đầu khi mà Hạ tham gia kinh doanh với BSAY. Hạ luôn luôn đi so sánh mình với những cái người khác anh chị. Nhưng mà sau khi mà Hạ được nghe những cái lời chia sẻ này, và chính cái sự phân tích về những cái niềm tin này, thì Hạ mới thấy được, Hạ mới thấy được là thì ra mình đã có cái niềm tin sai đối với bản thân của mình. Mình đã có niềm tin sai đối với bản thân của mình. Và Hạ đã ngồi lại, cho bản thân của mình ngồi lại, và mình xem lại là mình đã có những cái giá trị gì. Thì mình mới nhận ra được là thì ra mình cũng có những cái giá trị mà chỉ mỗi bản thân của mình có thôi. Chỉ mỗi bản thân của mình có, và chỉ mỗi những cái câu chuyện của mình nó sẽ nó đã khác hoàn toàn so với những cái người khác anh chị nhé. Và nếu như đâu đó bây giờ anh chị mình đang có cái suy nghĩ là mình không có cái gì đặc biệt hết, nên là mình chưa thể thành công với BSAY, thì anh chị mình hãy thay đổi cái suy nghĩ này lại anh chị nha. Và trong những ngày vừa qua thì Hạ cũng nhận được rất là nhiều những cái lời nhận xét, những cái lời chia sẻ từ những đồng đội của Hạ. Thì có một chị đồng hành cùng với Hạ là sau hơn gần 5 tháng, thì chị mới chia sẻ với Hạ là chị đã thấy được là em đã thay đổi rất là nhiều, và thay đổi theo cái chiều hướng tích cực á. Chị thấy em thay đổi rất là nhiều. Trước đây khi mà chị đồng hành với em trong vòng 5 tháng trước đây, thì chị thấy em nói chung á là cũng có những cái thành công, tuy nhiên thì cũng có những cái thay đổi, tuy nhiên thì nó chưa thật sự là rõ ràng, và có cái cảm giác nó không có giống như bây giờ. Thì sau một cái thời gian là chị đã đồng hành cùng với em, thì chị cảm nhận được là em đã thay đổi rất là nhiều. Và chính cái sự thay đổi đó của em đã cũng đã ảnh hưởng lên rất là nhiều đến bản thân của chị. Và Hạ cảm nhận, và sau khi mà chị ấy chia sẻ những cái lời này, thì Hạ cảm thấy mình cảm thấy rất là happy anh chị. Mình happy ở đây là mình cảm thấy là happy với bản thân của mình, happy với chính bản thân của mình, vì là mình đã nhận ra được cái điều này sớm. Và chính nhờ mình đã nhận ra chính cái điều này mà mình đã dần dần mình thay đổi anh chị. Chứ không phải là bây giờ là nên làm những cái niềm tin bây giờ hãy chia sẻ với chị mình, là không phải bây giờ mình ngồi mình tin là mình qua ngày mai là mình sẽ làm được đâu anh chị. Nhưng mà từ khi mà anh chị có cái niềm tin, thì dần dần anh chị mình sẽ thay đổi cái hành động của mình, thay đổi cái thái độ, cái suy nghĩ của anh chị mình thay đổi cái hành động. Thì chính vì thế và chính những cái thay đổi này nó sẽ giúp cho anh chị mình dần dần mình hành động mỗi ngày một chút như thế, thì dần dần cái niềm tin này nó sẽ làm cho anh chị mình phát triển hơn rất là nhiều anh chị nha. Ok anh chị ha. Vì thế là mình hãy thay đổi cái niềm tin là mình không có gì đặc biệt bằng cái niềm tin là không có một người thứ hai nào trên cuộc đời này có những trải nghiệm và những cái câu chuyện nó giống hệt với bản thân của mình anh chị nha. Cái câu chuyện của anh chị nó sẽ không truyền động lực cho người này, nhưng nó sẽ truyền động lực cho người khác anh chị nha. Và anh chị tin là như vậy, thì cái câu chuyện của anh chị nó sẽ giúp cho rất rất nhiều người anh chị nha. Ok. Và cái niềm tin thứ hai đó chính là cái niềm tin mà mình chưa sẵn sàng. Thì Hạ biết chắc rằng là đây một cái niềm tin mà nó hiện tại nó đang ảnh hưởng rất là nhiều đối với lại những anh chị đại lý, đặc biệt là khi mà anh chị kinh doanh với BSAY. Hạ cảm nhận là anh không biết là anh chị mình có thấy được cái điều này không, nhưng mà khi mà ở BSAY, cái việc nếu như mà anh chị đến với BSAY á, anh chị mong muốn là mình kiếm được thu nhập, kiếm được tiền ở BSAY, thì Hạ tin chắc được rằng là ngoài BSAY bên ngoài có rất rất là nhiều công việc khác sẽ giúp cho anh chị mình kiếm tiền, thậm chí là có thể là kiếm nhiều hơn ở BSAY. Tuy nhiên khi đến với BSAY thì ngoài cái giá trị mà anh chị mình kiếm được tiền ở BSAY, thì chính là cái giá trị phát triển bản thân, đúng không chị? Đúng không? Ở BSAY ngoài việc giúp cho anh chị mình kiếm được tiền, thì cái bản thân của anh chị mình phát triển hơn rất rất là nhiều. Và bản thân của Hạ đã cảm nhận được điều này một cách rất rất là rõ ràng. Khi mà Hạ đến với những cái ngày đầu mà Hạ tham gia kinh doanh với BSAY á, thì anh Trường thường hay tổ chức những cái buổi mà giao lưu với lại team với nhau, hoặc là giao lưu với lại những anh chị leader á.
thì Hạ tham gia vào, Hạ sẽ vì cứ những cái lý do này kia để Hạ không có tham gia này, hoặc là khi tham gia thì Hạ cũng tắt cam này, rồi nói là giao lưu này kia, thì mỗi lần giao lưu á thì Hạ ngồi nhưng mà Hạ rất là run, run đến nỗi là bàn tay của mình hoặc bàn chân của mình nó cũng sẽ toát mồ hôi luôn anh chị, mình rất rất là run, mình chia sẻ cực kỳ run luôn anh chị, và mình cứ ngồi và mong là mong sao mà anh Trường đừng có gọi lên, hoặc là mong sao mình tham gia vào những cái buổi giao lưu mà rất là đông những cái người, những anh chị khác và những anh chị đó, để những anh chị đó giao lưu, còn mình chỉ ngồi mình nghe thôi. Tuy nhiên thì sau một khoảng thời gian mình tham gia với BSAY thì mình dần dần mình đã phát triển được đến ngày hôm nay, thì mình có thể ngồi ở đây chia sẻ với tất cả các anh chị mình ở đây là một cái điều gì đó mình đã vượt qua khỏi cái vùng an toàn của mình rất là nhiều rồi anh chị. Và một cái niềm tin Hạ muốn anh chị mình thay đổi ở đây để anh chị phát triển cái bản thân của mình, đó chính là mình chưa sẵn sàng. Có rất là nhiều anh chị đại lý khi mà mình tham gia những cái chương trình đào tạo thì mình thì những cái anh chị đào tạo có chia sẻ là ví dụ như về làm video đi hoặc là làm livestream đi, livestream khai trương đúng không ạ, thì anh chị mình lại nghĩ lại là mình chưa sẵn sàng, mình chưa có kiến thức này, mình chưa sẵn sàng này, giọng nói của mình chưa hay này, rồi mình chưa đủ tự tin này, rồi lỡ mình lên mình nói rồi có chuyện này chuyện kia thì sao, mình không giải quyết được này kia, thì đó chính những cái sự lo lắng này nó ảnh hưởng đến cái niềm tin của anh chị, là niềm tin mình chưa sẵn sàng này anh chị. Và một điều là nếu như mà cái sự sẵn sàng này anh chị, nó sẽ chỉ thật sự khi mà anh chị thoát lên là mình sẵn sàng, hay là khi anh chị mình hành động anh chị nha, chỉ khi mà anh chị mình bắt đầu thì đến lúc thì dần dần chính cái sự bắt đầu của anh chị đó mới làm cho anh chị mình trở nên sẵn sàng anh chị nha. Và trước đây Hạ khi mà Hạ làm video hoặc là làm livestream cũng vậy anh chị, Hạ cũng 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 từng mình suy nghĩ là mình chưa sẵn sàng, cái làn da của mình nó chưa được đẹp này, cái giọng nói của mình nó chưa được hay này, mình còn nói cái giọng như thế này thế kia nữa, mình chưa sẵn sàng. Rồi Hạ cứ đợi anh chị, Hạ đợi hết thời gian, hết ngày này qua ngày kia, ngày hôm nay Hạ hẹn hẹn xong đến ngày mai Hạ lại hẹn, rồi Hạ hẹn tới ngày mốt, và cứ hẹn hẹn hoài như vậy, thì đến một lúc, đến một ngày Hạ đã nghe được cái lời chia sẻ này, Hạ đã nghe được cái lời chia sẻ về cái niềm tin này, thì lúc đó Hạ mới mới nhận ra được rằng là thì ra là cái sự sẵn sàng của mình nó cứ nó sẽ còn mãi đến nếu như mà mình không bắt đầu anh chị nha, sẽ không có một ngày nào mà anh chị có thể là thoát thoát lên một lời là tôi đã sẵn sàng rồi để anh chị mình bắt đầu đó anh chị. Chỉ khi anh chị mình bắt đầu thì lúc đó anh chị mới sẵn sàng. Và những cái lời này thì Hạ hy vọng trong đây có những anh chị đại lý mình đang đang là 1 sao này, mình đang là 2 sao, 3 sao này, Hạ biết được là khi mà anh chị lên những cái vị trí 1 sao 2 sao này thì đâu đó thì đến lúc mà mình cũng đã bắt đầu mình đứng lên mình cùng chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình, và mình cùng đồng hành với, mình hỗ trợ với lại đội nhóm của mình, thì đôi lúc anh chị mình lại suy nghĩ lại lúc này mình chưa sẵn sàng, mình chưa có thời gian, mình chưa sắp xếp được công việc, mình chưa tự tin, mình chưa bắt đầu ngay lúc này được, và mình lại hẹn với leader của mình. Thì Hạ hy vọng là cái niềm tin này ngày hôm nay Hạ chia sẻ với anh chị mình sẽ giúp cho anh chị mình có thêm cái niềm tin với bản thân của mình để mình bắt đầu anh chị nha. Anh chị mình hãy bắt đầu đi ạ. Ở BSAY đây là một cái môi trường để anh chị rèn luyện bản thân của mình để mình phát triển. Không ai khi mà anh chị bắt đầu, khi mà anh chị đứng lên chia sẻ thì không ai mà sẽ nói là sao hôm nay mình làm tệ như vậy, sao hôm nay bạn làm tệ như vậy, sao hôm nay mình làm dở như vậy. Anh chị cứ làm đi, và cái người đích đời của anh chị sẽ quay lại động viên anh chị là hôm nay em làm tốt lắm, hôm nay em làm tốt lắm, hôm nay em làm chưa được chỗ này nhưng mà tin chắc được ngày mai em sẽ làm được. Còn bây giờ mà anh chị cứ nói với leader của mình là để cho em sẵn sàng đã, để em chuẩn bị đã, em chuẩn bị thời gian để em thật sự em sẵn sàng rồi em sẽ bắt đầu, thì Hạ tin chắc một điều là sẽ không bao giờ có một ngày mà anh chị mình có thể thốt lên hoặc là anh chị có thể nói với leader của mình là em đã sẵn sàng rồi, em đã sẵn sàng rồi, thì rất là khó anh chị nha. Vì vậy Hạ hy vọng rằng là tất cả các anh chị mình ở đây hãy thật sự hãy bắt đầu đi anh chị, hãy bắt đầu đi từ những cái việc nhỏ thôi, việc mình có thể là mình làm những cái video này hoặc là mình bắt đầu mình livestream này, nếu như mà mình chưa có kiến thức nhiều, mình chưa có kỹ năng nhiều, mình chưa sẵn sàng để mình làm những cái việc lớn thì mình làm những cái việc nhỏ thôi, mình sẽ tham gia vào những cái ban tổ chức của công ty này, của đội nhóm này. Trước tiên thì mình sẽ tham gia vào những cái ban tổ chức của đội nhóm, ví dụ như chương trình 5 AM này, thì khi anh chị mình đã lên 1 sao 2 sao rồi thì mình hãy xin những người leader của mình cho mình tham gia, mình có thể là giữ vị trí host này hoặc là mình làm one up này hoặc là mình lên mục tiêu này, rồi dần dần sau đó mình đứng lên những cái vị trí mình chia sẻ như thế này. Và
khi mà cái năng lực của mình nó phát triển anh chị, thì lúc đó là cái thu nhập của anh chị nó sẽ phát triển hơn đúng không? Ở BSA là đâu phải là mình lên 1 sao, 2 sao, 3 sao là mình dừng lại đâu đúng không chị? Thì mình cũng sẽ phát triển lên vị trí là tổng đại lý này, hoặc là vị trí cao hơn nữa là vị trí tổng đại lý vùng, hoặc là đại lý quốc tế này kia, rất 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 là nhiều cái vị trí mà ở BSA rất là mong anh chị mình chinh phục đúng không? Anh chị mình rất là mong muốn mình chinh phục đúng không? Và để anh chị chinh phục những cái vị trí đó thì đầu tiên anh chị hãy bắt đầu trước. Hãy bắt đầu từ những cái vị trí nhỏ trước anh chị nha. Hãy bắt đầu từ những vị trí nhỏ trước rồi dần dần mình dần dần mình bước lần lên, bước lần lên anh chị. Bản thân của Hạ cũng xuất phát từ những vị trí là mình Hạ làm host thôi. Rồi sau đó mình cũng đồng hành lên mục tiêu này kia và mình dần 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 mình cũng đến ngày hôm nay thì cũng được những leader tin tưởng giao giao cho mình những cái nhiệm vụ ở đây, thì mình cảm thấy rất là happy cái điều này. Ok, vì thế là anh chị mình hãy bắt đầu anh chị nha. Hãy bắt đầu trở nên sẵn sàng và bắt đầu một cách không 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 hoàn hảo anh chị. Anh chị mình hãy bắt đầu một cách không hoàn hảo. Đừng cho bắt bản thân của mình phải hoàn hảo ngay từ lúc đầu tiên đâu anh chị. Trước đây mà khi mà Hạ livestream đó anh chị thì Hạ rất là run và mình luôn luôn là mình tìm những cái lý do để mình không bắt đầu đó anh chị. Nhưng mà thời gian gần đây sau khi cũng chính nhờ đứng lên chia sẻ như thế này thì Hạ đã tự tin hơn. Bây giờ livestream thì Hạ có thể là livestream bất kỳ lúc nào Hạ muốn livestream thì Hạ có thể là bật máy lên để Hạ livestream luôn anh chị. Hạ không có phải đợi mình sẵn sàng này kia nữa đâu. Hạ không đợi mình mà phải sẵn sàng, phải có đủ kiến thức này kia. Hạ biết điều gì thì Hạ chia sẻ. Nếu như mà những cái lời chia sẻ của Hạ hoặc là gặp những cái câu hỏi anh chị, có những cái câu hỏi khó hơn mà mình bản thân của mình chưa chưa thể trả lời được, thì mình sẽ hẹn lại anh chị, mình sẽ hẹn lại mình và mình sẽ đón nhận những cái lời chia sẻ đó, những cái câu hỏi đó, và mình sẽ hẹn lại một dịp khác. Mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn về những cái kiến thức, những cái chủ đề mà mình chưa biết này để mình chia sẻ anh chị nha. Không ai bắt mình phải giỏi hoàn toàn tất cả đâu anh chị. Mình chỉ cần là mình giỏi trên những cái trải nghiệm của mình, trên những cái trải nghiệm, trên những cái câu chuyện của bản thân của mình thôi. Và khi anh chị chia sẻ thì người này anh đâu đó anh chắc chắn là anh chị sẽ truyền được một cái động lực, một cái cảm hứng cho những cái người mà lắng nghe anh chị chia sẻ. Ok anh chị nhé. Ok, vậy vì thế là mình hãy bắt đầu đi anh chị, hãy bắt đầu trước khi sẵn sàng anh chị nhé. Và dần dần bắt đầu đó thì anh chị sẽ dần dần từng bước bước đến những cái vị trí là mình sẽ sẵn sàng anh chị ha. Ok. Và cái niềm tin thứ tư đó chính là tôi có thể làm tất cả, không cần ai giúp đỡ. Thì chính là cái niềm tin này hiện tại đang rất là đang rất là cần thiết, rất là quan trọng khi mà anh chị tham gia kinh doanh với BSA đúng không anh chị? Thì mình tham gia kinh doanh với BSA ở đây là mình tham gia kinh doanh cùng có hệ thống anh chị ha, kinh doanh hệ thống. Và ở đây mình làm việc ở đây là không phải mình làm việc cá nhân của mình, nên là đâu đó là có một số anh chị đại lý cũng Hạ cũng đã từng làm việc qua một số anh chị đại lý này. Thì khi mà mình tham gia với BSA thì anh chị đó cũng bắt đầu từ những cái vị trí ở bên ngoài xã hội rồi, có vị trí ở bên ngoài xã hội rồi và họ cũng đã từng kinh doanh những cái mô hình khác, những cái công việc kinh doanh khác ở bên ngoài. Và khi tham gia với BSA thì họ lại mang cái tâm tâm thế, một cái tâm thế, một cái tư tưởng là đã biết rồi, biết rồi và có thể là sẽ làm được, tự làm được, không cần phải ai giúp đỡ. Rồi mình không không có đón nhận hoặc là mình không có lắng nghe những cái lời hỗ trợ, những cái lời chia sẻ từ những offline của mình, từ upline của mình, từ công ty hoặc là từ đội nhóm hoặc là từ leader của mình, và mình lại luôn luôn mang cái tâm thế là người này mình có thể là làm được tất cả mọi việc, mình không cần phải ai giúp đỡ hết. Rồi anh chị mình lại ôm team này đúng không ạ, tự mình tuyển dụng ai vào, mình tự mình ôm team, tự mình đi training, tự mình đào tạo, tự mình làm tất cả mọi việc mà mình không có có không có vận dụng, mình không có vận dụng những cái chương trình, hoặc là mình không có kết nối với lại bất kỳ ai hết. Chính cái điều này anh chị, chính cái niềm tin này nó sẽ gò bó, nó sẽ ngăn cản anh chị với cái kinh doanh với BSA. Họ sẽ đảm nhận, họ sẽ nó sẽ ngăn cản anh chị với BSA đúng không ạ? Ở BSA có một cái kỹ năng rất là quan trọng, đó chính là cái kỹ năng ABC đúng không chị? Cái kỹ năng ABC này rất quan trọng để anh chị phát triển công việc. Nhưng nếu cái niềm tin của anh chị là tôi có thể tự làm tất cả mọi việc thì anh chị sẽ không bao giờ phát triển được cái kỹ năng ABC này. Anh chị sẽ không bao giờ phát triển được cái kỹ năng ABC nếu như anh chị vẫn giữ cái niềm tin là tôi có thể làm tất cả mọi việc, không cần ai giúp đỡ. Vì thế là anh chị mình hãy thay đổi cái niềm tin này anh chị nha, thay đổi cái niềm tin này để cho anh chị mình có thể, đầu tiên là anh chị sẽ kết nối được
những cộng đồng đại lý khác ở BSay mình. Có những anh chị, mỗi người đến với BSay, người ta sẽ có mỗi cái câu chuyện khác nhau, và người ta có mỗi cái kinh nghiệm, mỗi cái kiến thức, mỗi cái câu chuyện khác nhau. Và chính những cái câu chuyện đó của họ sẽ giúp cho anh chị một phần, giúp cho anh chị phát triển cái công việc kinh doanh của mình, hoặc là giúp cho anh chị hỗ trợ cho cái đội nhóm của anh chị. Nên là anh chị mình hãy thay đổi cái niềm tin này, để cho anh chị mình đi kết nối, đi ABC, đi kết nối ABC, để mình học thêm, mình trau dồi thêm cái kiến thức của mình. Và một điều nữa là kinh doanh ở BSay là ngồi cái hoa hồng mà anh chị nhận được từ cái việc là hoa hồng bán lẻ, đây còn có cái hoa hồng mà sẽ giúp cho anh chị có được một cái nguồn thu nhập ổn định, bền vững sau cái thời gian anh chị tham gia với BSay, đó chính là cái hoa hồng về đội nhóm, đúng không? Nên để cho anh chị đạt được cái mục tiêu là 1 sao, 2 sao, 3 sao, hoặc là những mục tiêu cao hơn nữa, thì hoàn toàn không thể nào mà anh chị mình có thể mình làm được bản thân, chính cái năng lực, mỗi cái năng lực của bản thân của mình mà giúp cho anh chị đạt được những cái vị trí đó ở BSay, đúng không ạ? Để anh chị đạt được cái mục tiêu đó thì chắc chắn là anh chị sẽ cần đến cái sự giúp đỡ của đội nhóm của mình, ít nhất là từ đội nhóm của mình, và tiếp theo là những anh chị leader của mình, những anh chị upline của mình, và kể cả những anh chị sideline, đúng không chị? Đó, nên là anh chị mình hãy thay đổi cái niềm tin của mình. Và đâu đó là một số cái suy nghĩ, cái niềm tin của anh chị nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyết định là anh chị muốn nhờ đến cái sự giúp đỡ của người khác là như thế này này. Anh chị ngại, khi mình hỏi thì ngại người ta sẽ nghĩ là mình là mình tệ, đúng không chị? Mình nghĩ mình tệ, hoặc là nghĩ là mình như thế này thế kia, hoặc là vì thế là cái suy nghĩ này của anh chị này nó sẽ ràng buộc anh chị, nó sẽ ràng buộc anh chị mình lại, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái niềm tin của anh chị. Mình ngại mà khi mà mình nhờ upline của mình giúp đỡ thì mình lại sợ là upline mình lại nghĩ mình là sao mà mình cái gì mình cũng hỏi, sao mình lại không biết cái này, sao mình lại không biết cái kia, rồi là mình sao mình thế này, sao mình thế kia. Nên là đôi lúc mà anh chị mình sẽ e dè cái chuyện này để mình nhờ lên upline của mình. Khi mà bắt đầu trong cái thời gian đầu tham gia với BSay đó anh chị, thì Hạ không biết cái gì Hạ cũng sẽ hỏi anh Trường, và lúc đó là chắc là anh Trường bị là người bị Hạ bêu đến nhiều nhất đó anh chị. Bất kỳ khi mà Hạ không biết cái gì Hạ cũng hỏi anh Trường hết, nào là không lên đơn được này mình cũng sẽ hỏi này, nói chung là không biết cái gì Hạ cũng hỏi hết, dùng sản phẩm như thế này thế kia, bị những cái vấn đề này kia mình cũng đều kêu anh Trường cho mình hỏi. Và rất là may mắn là lúc đó anh Trường luôn luôn đón nhận những cái lời chia sẻ của mình, những cái câu hỏi của mình, và anh cũng đã kết nối lên những anh chị tổng đại lý khác, ví dụ như là chị Bích Phương này, hoặc là chị Hằng Phạm này, anh Hoàng Vũ này. Mình nhận được rất là nhiều những cái lời giúp đỡ của những anh chị này anh chị. Và vì thế là nếu như anh chị mình đang đâu đó mình đang có cái suy nghĩ là mình ngại hỏi lên anh chị, nên chỉ cần anh chị mình hỏi với cái mong muốn ở đây là mình hỏi để mình phát triển, và mình cùng đồng hành cùng với nhau, và mình cùng hỗ trợ với nhau, thì những cái câu hỏi của anh chị đó hoàn toàn luôn luôn được những cái anh chị leader mình sẽ hỗ trợ anh chị. Nên là mình đừng có e ngại cái vấn đề này anh chị nha, và mình hãy thay đổi cái niềm tin này anh chị nha. Thay đổi cái niềm tin là tôi có thể là tự làm tất cả mọi việc, không cần ai giúp đỡ, là mình sẽ thay đổi lại cái niềm tin này là bằng việc là tôi sẽ luôn luôn đồng hành, luôn luôn cần được những cái sự giúp đỡ, luôn luôn cần được cái sự đồng hành từ những đội nhóm của mình, từ những anh chị leader của mình, từ công ty, hoặc là cao hơn nữa là từ hệ thống anh chị nha. Ok, thì đó là những cái niềm tin mà Hạ rất là muốn anh chị mình thay đổi. Mình sẽ thay đổi để mình thay đổi cái công việc kinh doanh hiện tại của mình, ít nhất là ở BSay anh chị nha, và sau đó là những cái sự phát triển của anh chị mình bên ngoài anh chị nha. Khi mà anh chị thay đổi cái niềm tin á, thì anh chị mình sẽ chưa thể là mình sẽ thay đổi cái công việc thành công của mình ngày một ngày hai đâu, nhưng mà khi mà anh chị thay đổi cái niềm tin như thế thì cái hành động của anh chị, cái hành động của anh chị mình sẽ hành động, và mình có cái thái độ, có cái suy nghĩ theo những cái niềm tin của mình đưa ra anh chị nha, theo những cái niềm tin của anh chị ra. Không tin bây giờ anh chị ngồi nghĩ lại, ngồi suy nghĩ lại những cái niềm tin này, nếu như có những cái niềm tin trong cái bản thân của anh chị mình đi, thì chính cái niềm tin này nó ảnh hưởng đến cái kết quả của anh chị mình từ trước đến giờ là như thế nào, thì anh chị mình sẽ thấy được cái niềm tin này nó quan trọng như thế nào anh chị nha. Ok, thì cuộc đời đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, và đặc biệt là đời thay đổi khi niềm tin của chúng ta thay đổi anh chị nha. Ok, và một cái điều tiếp theo nữa Hạ muốn chia sẻ với anh chị mình là những cái giá trị kinh doanh ở BSay. Và khi mà không biết là khi mà anh chị thay đổi cái niềm tin của mình, thì đâu đó những cái giá trị trong cái kinh doanh của BSay này này, nó cũng sẽ giúp cho anh chị mình phát triển cái thành công của mình anh chị nha.
Thì đây chị thay đổi cái niềm tin, và chị thay đổi cái niềm tin của mình vào trong cái niềm tin vào những cái giá trị trong cái mô hình kinh doanh của BC ở đây, là cái giá trị về giúp sẽ giúp cho anh chị có niềm tin là mình sẽ được tự do về tài chính không. Khi mà anh chị có niềm tin là mình sẽ được tự do về tài chính, bản thân của mình xứng đáng để mình tự do về 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 tài chính, thì BC sẽ giúp cho anh chị phát triển được cái niềm tin này, và phát triển được cái giá trị này, và phát triển được cái mong muốn này của anh chị mình, anh chị nha. Ok, và cái thứ hai nữa, ví dụ như anh chị có cái niềm tin là cái bản thân của mình sẽ phát triển, mình sẽ đạt được những cái vị trí như mình mong muốn, thì anh chị có cái niềm tin đó, và từ đó BC sẽ giúp cho anh chị mình phát triển cái niềm tin đó từ những cái giá trị trong cái mô hình kinh doanh của BC ở đây. Ví dụ như anh chị mình muốn thay đổi cái niềm tin là mình đã sẵn sàng, mình sẽ bắt đầu để mình sẵn sàng để mình phát triển của bản thân của mình, thì từ đó BC là một cái nền tảng, là một cái môi trường để cho anh chị mình phát triển cái bản thân của mình, anh chị nha. Hoặc là anh chị có cái niềm tin là mình có những cái giá trị, mình có những cái điều đặc biệt của chính bản thân của mình, mà mình chính những cái điều đặc biệt đó, những cái câu chuyện đó sẽ giúp cho mình, giúp đỡ những người khác, giúp đỡ đội nhóm, giúp đỡ những cộng đồng của mình, bên ngoài của mình, thì BC sẽ là một môi trường giúp cho anh chị phát triển cái niềm tin đó của mình, phát triển cái niềm tin đó của mình, anh chị nha. Hoặc là anh chị có cái niềm tin là mình sẽ có một cái công việc kinh doanh, có một cái doanh nghiệp phát triển trên do chính cái bản thân của mình quyết định, do chính của bản thân của mình làm chủ, thì ở BC cũng có cái giá trị này, đó chính là cái giá trị kinh doanh không giới hạn, giúp cho anh chị mình phát triển cái công việc kinh doanh của mình, trên cái doanh nghiệp của mình ở bất kỳ đâu, nó sẽ không giới hạn cái công việc kinh doanh của mình, anh chị nha. Ok, thì giúp cho anh chị phát triển được cái niềm tin đó, anh chị nha. Hoặc là anh chị có cái niềm tin là mình sẽ để lại một cái điều gì đó cho con của mình, hoặc là cho những cái người mà anh chị muốn ảnh hưởng, thì BC cũng có cái giá trị, đó chính là cái giá trị về thừa kế, giúp cho anh chị phát triển được cái niềm tin đó của mình, anh chị nha. Ok. Và chỉ cần anh chị có cái niềm tin thôi, và hãy tin chắc được là trong trong đây là có gần 500 anh chị mình ở đây. Nếu như mà ngay ngày hôm nay, sau khi mà hãy chia sẻ cái này với tất cả các anh chị mình, mà mình thay đổi cái niềm tin này, thì hãy tin chắc được sau một thời gian hãy nhìn hãy sẽ gặp lại các anh chị mình ở đây, thì mình sẽ đạt được những cái vị trí đó mà mình đã thay đổi cái niềm tin và thay đổi cái con người của mình, ít nhất là ở BC, anh chị nha. Và một điều họ muốn chia sẻ với anh chị nữa là bạn sẽ trở thành người bạn tin, không phải trở thành người mà những người khác nói, anh chị nha. Nên là những cái câu chuyện người khác nói, mặc dù là bây giờ người khác nói chị là mình sẽ không thành công đâu, mình sẽ không đạt được những cái này thế kia đâu, tuy nhiên anh chị mình không nhận những cái lời những cái người khác nói đó, nhưng mà anh chị vẫn tin cái bản thân của mình, anh chị tin là bản thân mình làm được. Ít nhất khi mà anh chị đã tin như vậy rồi, thì chính cái niềm tin đó nó sẽ lan tỏa cho anh chị mình, nó và cái năng lượng, cái niềm tin của anh chị nó sẽ lan tỏa lên, nó sẽ lan tỏa ra bên ngoài, và giúp cho anh chị mình đạt được những cái thành công, những cái mong muốn của mình, anh chị nhé. Ok, thì ngày hôm nay thì Hạ cũng đồng hành với tất cả các anh chị mình, Hạ muốn chia sẻ với anh chị mình những cái niềm tin cho cái bản thân của mình, thì chính cái niềm tin này của Hạ thì Hạ cũng đã xây dựng cho cái bản thân của mình sau một cái khoảng thời gian của chị. Chỉ vì là khi đến với BC thì ai ai cũng như vậy thôi, mình sẽ có một chút cái gì đó nghi ngờ, có một chút nghi ngờ về cái BC này, hoặc là nghi ngờ vào chính cái bản thân của mình. Nhưng mà cái niềm Hạ biết chắc được là khi mà anh chị thay đổi cái niềm tin vào trong cái bản thân của mình á, từ đó sẽ giúp cho anh chị mình sẽ thay đổi được cái niềm tin vào BC này, niềm tin vào cái công việc kinh doanh này, và giúp cho anh chị mình đạt được những cái mục tiêu, những cái mong muốn anh chị mình đề ra, anh chị nha. Cũng giống như việc mà anh chị cũng giống như việc mà anh chị tin tưởng vào cái chương trình 50 em này thôi, tin tưởng vào cái mục tiêu mà anh chị ghi ra mỗi ngày thôi. Sau khi mà anh chị có niềm tin là khi mà mình tham gia với BC, mình tham gia những cái chương trình đào tạo của công ty, hoặc là đặc biệt là mình tham gia cái chương trình 50 em này, mình tin là khi mà mình tham gia đều đặn cái chương trình 50 em này, thì mình sẽ ít nhất là mình sẽ thách thức, mình sẽ thay đổi bản thân của mình, thay đổi cái thói quen của mình, hoặc là mình niềm tin được là mình tham gia vào đây, mình sẽ phát triển cái bản thân của mình sẽ học được rất là nhiều cái kiến thức, thì chính cái niềm tin này nó sẽ giúp cho anh chị vượt qua cái thử thách là thức dậy 5 giờ sáng mỗi ngày cùng với team, cùng với đồng đội của mình, đúng không anh chị? Còn nếu như mà anh chị không có cái niềm tin đó, thì anh chị rất là khó để mình vượt qua cái thử thách anh chị. Và cũng giống như những cái mục tiêu anh chị mình đề ra thôi, mình đưa ra mục tiêu mà mình không có niềm tin mình đạt được, thì cũng rất là khó để anh chị mình có thể mình hoàn thành và mình đạt được cái mục tiêu đó, anh chị nha. Ok.
Thì ngày hôm nay thì Hạ cũng đồng hành với tất cả các anh chị mình trong cái phần giúp cho anh chị mình có thêm cái niềm tin, có thêm cái động lực vào chính cái bản thân của mình qua những cái câu chuyện, những cái lời chia sẻ của Hạ, và chúc cho tất cả các anh chị mình luôn luôn giữ vững cái niềm tin cho chính cái bản thân của mình. Người ta nói là dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân, đúng không chị? Là chính cái câu nói này cũng đã khẳng định cái niềm tin của mình đó anh chị. Ok. Ok, thì không biết là có anh chị nào mà mình có những cái câu hỏi thì mình có thể là mình nhắn lên để mình cùng giao lưu với nhau ha. Còn nếu như mà mình không có cái câu hỏi gì thì mình có thể là mình kết thúc cái buổi sáng ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thì Hạ chia sẻ cái nội dung nó cũng hơi ngắn, nhưng mà hy vọng nó cũng sẽ lắng đọng một chút với tất cả các anh chị mình trong cái buổi sáng ngày hôm nay anh chị nha. Với lại trong buổi sáng ngày hôm nay, vì là Hạ cũng sáng ngày hôm nay là con của Hạ Thi, nên là Hạ cũng xin phép là Hạ kết thúc sớm cái dung ngày hôm nay để chuẩn bị cho bé Thi buổi sáng ngày hôm nay. Và hy vọng là lần sau nếu như có cơ hội đồng hành cùng tất cả các anh chị mình trong những cái lần tiếp theo nữa, thì Hạ sẽ cố gắng, Hạ sẽ chia sẻ nhiều hơn, Hạ đồng hành với tất cả các anh chị mình nhiều hơn anh chị nha. Ok, Hạ rất là cảm ơn anh chị mình vẫn còn ngồi đây với Hạ trong buổi sáng ngày hôm nay ha. Và nhờ host là bật mic lên cho tất cả các anh chị mình cùng chung chào nhau một ngày mới thật là nhiều năng lượng và nỗ đơn anh chị nhé, và hãy thay đổi cái niềm tin của mình anh chị nhé. Chào họ, cảm ơn họ nha. Cảm ơn Hạ Nguyễn, cảm ơn chị, cảm ơn tất cả các anh chị. Cảm ơn năng lượng nha. Cảm ơn quản lý. Cảm ơn ngày mới tràn đầy năng lượng. Cảm ơn host. Cảm ơn Hạ nha. Chào tất cả mọi người. Chào mọi người nha. Cảm ơn các bạn nha. Chưa làm được gì. Cảm ơn nha. Chào chị nha. Em cảm ơn rất nhiều nha. Cảm ơn nha. Ngày mới vui vẻ và đầy nhiều năng lượng nha. Chúc cả nhà ngày mới đầy năng lượng nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn ban tổ chức.